Báo giá 50 đầu xe tải cũ hiện đang có mặt tại salon đặt xe tải ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Ngọc Hàn. Cũng đã khá là lâu rồi mình không lên clip báo giá dành cho anh em về mức giá hiện tại của các dòng xe từ 1 tấn cho đến 9 tấn hiện đang có tại bãi nhà mình. Cung khoảng hiện tại bây giờ đang có ở bãi rơi vào tầm độ 60 đến 70 đầu xe anh em ạ. Trong đó có khá là nhiều mẫu xe mới về như là K2007, K3000, K165 và những dòng xe EZ65 và Taco Olin để phục vụ nhu cầu kinh doanh vận tải của tất cả mọi người. Thì đầu tiên trước mặt chúng ta đây là một em Taco Frontier K125 đời 2016. Xin lỗi anh em một chút, hơi nhầm, em này là đời 2015. Đó, hồ sơ cầm tay, thùng lửng, khám đến tháng 11 năm 2023 và hiện tại đang cho một em xe kia mượn một chiếc gương đằng bên lái này để đi đăng kiểm xe rồi. Đó, ghế nỉ nguyên bản anh em ạ, nội thất các thứ sạch đẹp, đã có sơn tỉa lại rồi, chưa lót sàn nhưng sàn sóng vẫn còn phẳng phiu anh em nhé. Giá không khoảng chỉ nhô 200 một tí tẹo thôi là anh em đã sở hữu được em này về để chở gạch đá ốp lát này, chở nước hoặc là một số về mặt hàng chuyên dụng anh em ạ. Kế bên đây là một em Hyundai Bắc Việt đời 2010, một chủ từ đầu. Đó, máy móc các thứ đều còn zin, sơn zin, lốp dép đẹp, khám đến tháng 9 năm 2023. Và em này đang bán với mức giá là nhô 170 triệu một chút thôi là đã sở hữu rồi. Đó, không khoảng từ 170 đến 180 thế thôi anh em ạ. Đó, chủ chạy rất là giữ gìn luôn nhá anh em nhá. Chiếc xe này ạ, lốp dép thì không cần phải bàn rồi, 80-85% cơ, bạt mới. Đó, đã thay cho em nó một chiếc bạt mới rồi. Đằng bên đây là em K2700 đời 2009 này. Em này đang bán không khoảng tầm độ 150-160 thôi. Em này thì cũng đã lên cho anh em rồi. Đằng bên đây Taco Olin 350 new. Đời nào đây anh em ơi? Em này như là đời 2020 sao đó. 20 sao đó, tại vì độ này về nhiều xe quá, em cũng không thể nhớ được hết, anh em thông cảm nhá. Em này thì có giá là nhô 300 thôi. Nếu mà đời 2020 là nhô 300. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024 cơ. Đó, tất cả mọi thứ đều ok, đầy đủ điều hòa, lót sàn, bạt mới. Về anh em sẵn chạy thôi, lốp dép đẹp cả dàn rồi. Đấy, kế bên đây là dành cho anh em nào mà thích hợp để chở hàng quá tải một chút này. Tải trọng thì khá là bé để thích hợp để vào phố. Kia K3000 đời 2011, tải trọng là 1 tấn mốt, khám đến tháng 11 năm 2023. Giá lanh quanh là dưới 200 thôi. Dưới 200 thôi là anh em sở hữu em này rồi. Kia K2700 đời 2010, đời 2010, thùng kín, thích hợp anh em nào chở hàng khô, linh kiện điện tử mà tránh được mưa, được nước non các thứ. Đấy, cần kín để bảo quản thì em này đây đang có giá loanh quanh tầm độ 150 này thôi, 150, 155 thế thôi. Giá khá là rẻ so với năm ngoái và đợt đầu năm rồi, giá tụt đi rất là nhiều luôn anh em ạ. Kia K140 đấy 2014 này, tải đủ 1 tấn 4, giá chỉ nhô 200 một tẹo thôi. Đó, đầy đủ điều hòa và lót sàn rồi, khám thì cũng thấy tháng 9 năm 2023. Tất cả những mẫu xe ở đây anh em yên tâm là em sẽ đăng kiểm hết cho anh em nhé. Nếu mà những chiếc xe nào mà đã hết đăng kiểm rồi thì sẽ đăng kiểm cho. Bây giờ đăng kiểm nó cũng khá là dễ dàng rồi, nó không còn khó khăn như cách đây 2-3 tháng trước nữa. Thế nên là anh em yên tâm về vấn đề đăng kiểm của những chiếc xe đó. Và tất nhiên những chiếc xe ở đây về bọn em cũng đã qua tỉa tót một chút này, chỉnh sửa sao để cho nó ok nhất, an toàn nhất khi anh em mua từ bãi để di chuyển về nhà đó. Kế bên đây là một em K165 đời 2015 đó. Tất cả kính kia các thứ còn zin, điều hòa hai chiều anh em ạ, điều hòa hãng, bác chủ lắp hai chiều luôn. Chỉ tiếc một cái là chiếc xe này nó lót sàn tôn thôi. Nếu mà được thêm sàn inox nữa thì nó sẽ khá là hợp lý hơn. Đó, nếu mà anh em nào mà để mà phù hợp công việc của mình, ví dụ chở hải sản, chở trâu bò hay là cái gì đó, thì có thể về bong cái lớp sàn tôn này đi và mình lót thêm một lớp sàn inox nữa, thế là sẽ phù hợp với công việc của mình hơn. Đó, em này có giá chỉ không khoảng 270 anh em ạ, khung tầm đấy thôi. Giờ xe nó xuống khá là nhiều rồi. Nói chung là đời 15-16 rồi anh em mua thì nó sẽ có giá là dưới 300 triệu rồi. Rất là rẻ đúng không ạ? Tải trọng là 2 tấn 4 nhá. Đó,
Đó. Kế bên đây là một em K165 đời 2017 này. Đấy, 2017, một chiếc xe khá là tuyệt vời. Đẹp, phải nói là đẹp anh em ạ. Sơn zin cả xe luôn, chưa lót sàn, sàn sóng nguyên bản. Khám đến tháng 3 năm 2024. Đấy. Đời 2017 thì nó sẽ nhô 300, nhô 300 một chút anh em ạ. Đó. Chiếc xe chạy 8 vạn 2 xịn anh em ạ. Đấy, cửa đóng khá là khớp khít. Nhô 300 triệu là sở hữu em K165 đời 2017 này rồi. Cái bên đây là K165 đời 2016 này, đến từ vùng đất Sơn La, 26C05233. Em này có giá là dưới 300 triệu đồng. Đấy. K140 đời 2014 cũng bằng giá em kia, hiện tại đang có 3 con bằng giá nhau anh em nhé. Haco Frontier K125 thùng kín này. Giá loanh quanh 2 lít thôi. Đời 2014. So với mặt bằng về giá đầu năm hoặc là đầu năm ngoái thì em này nó phải rơi vào tầm độ 220-225. Nhưng bây giờ chỉ còn 2 lít thôi anh em ạ. Đó, giá cả nó đã tụt đi khá là nhiều rồi. Chênh nhau cũng đôi ba chục cơ. Rất là khủng khiếp trong thời buổi kinh tế bây giờ. Nếu mà anh em nào đi vào ngõ nhỏ các thứ, chở hàng lặt vặt hoặc là vận chuyển hàng trong các khu ngõ nhỏ thì có thể tham khảo Suzuki đời 2014 này. Giá loanh quanh là nhô 130. Đó. Em này thì Thaco Towner 750A đời 2016. Em này thì giá dưới 100 rồi. Cụ thể là 90 củ. Khá mới nha, khá mới, lốp dép đẹp. Đấy, không lỗi gì. Điều hòa, lót sàn, đầy đủ hết rồi. Chúng ta cùng sang dòng 3 tấn rưỡi một chút nào. Đây là một em EZ65 của Đô Thành lắp ráp này. Đời 2019, đăng ký 2021. Đăng ký 2021, trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn. Và anh em đã độ lên gương cao rồi. Nhìn trông khá là đẹp đúng không ạ? Của bác chủ Sơn La. Bác ấy bán đi để lên một em 3 chân, xe to hơn, chở hàng nó sẽ tốt hơn anh em ạ. Đời 19, đăng ký 2021. Đấy. Điều hòa, màn hình, các thứ đầy đủ hết luôn, không thiếu gì cả. Hệ thống giải đèn led các thứ ở đằng trước nữa. Đó. Lốp dép thì vừa mới thay xong, lốp dép 95% anh em nhá. Đấy. Thế thì ngại gì mà chúng ta không đưa em nó về nhà để mà xay ra thóc, ra lúa, ra gạo ạ. Giá loanh quanh dưới 300 triệu đồng. Dưới 300 triệu đồng thôi. Đời 19, đăng ký 2021 anh em nhá. Lăn bánh mới gần đây thôi. Kia K2700 đời 2011 này. Đây là một chiếc xe cũng mới về này. 21C04187. 21 bây giờ đang bán bao nhiêu tiền ạ? Loanh quanh tầm độ 180 thôi. Đó. Nếu mà so với khung năm ngoái thì nó đã tụt đi gần 20 rồi. Đúng không ạ? K165 đời 2015, tải đủ 2 tấn 4, biển thủ đô, cũng dưới 300 triệu đồng. Dưới 300 triệu. Cụ thể thì anh em có thể alo theo số điện thoại hiện trên màn hình, thì em sẽ báo giá chi tiết cho anh em và gửi ảnh chi tiết, thậm chí quay chi tiết luôn cho anh em nhé. Thaco Lin 500B đời 2016, em này hiện đang bán mức giá là 24 thôi. Giá còn thương lượng nhiều cho anh em, lọc lá nhiều cho anh em nhé. Đây, K165 mới về này, 89C22860. K165 đời 2017, trang bị đầy đủ điều hòa lót sàn. Em này lót sàn inox rồi hay sao này? Đúng rồi, điều hòa lót sàn inox rồi. Giá loanh quanh cũng 3 đồng, nhô một chút. Còn thương lượng anh em nhá. K165 đời 2017 nốt. Biển 34, vùng quê bánh đậu xanh, Hải Dương. Cũng chỉ loanh quanh nhô 300 triệu thôi anh em ạ. Đó. Nhô 300 một chút là bán rồi. Hoặc là dưới 300 một tí tẹo cũng bán rồi. Giờ bán đi để mà thu hồi vốn anh em ơi. Để mà có cái oxy để thở. Khó thở lắm rồi. Đó. Cưỡng lại một em K165 đấy 2017 nữa. Một chủ từ đầu. Xe chuyên chở đồ chơi trẻ em. Và thi thoảng làm một vài chuyến nội thất. Thế thôi. Đó. 29C10404. Cưỡng loanh quanh nhô 300 một tí tẹo. Đó. Sang bên này. Một số dòng em tải nhẹ. Chạy thụt nhốn này. Kia K2700 đời 2013, giá loanh quanh thì nó cũng chỉ tầm độ dưới 200 thôi, dưới 200 triệu đồng. Đây là những mẫu xe mà em đã có video chi tiết hết rồi. Đây em này vừa mới về này, K3000 đời 2012, báo giá luôn nhá, 205 triệu đồng. Đấy, còn có bớt, bớt nhiều khi mà anh em sang xem xe, thử xe và lái thử xe. Màu xanh bộ đội thì khá là bền màu,
khám đến tháng 12 năm 2023. Đó. Khám đến tháng 12 năm 2023. Wow, khám khá là dài. Đằng bên này nữa này, một em này thì nó nằm đây nó cũng khá là lâu rồi. Anh em ủn giúp em một cái ạ. K3000 đời 2010. Cách đây đợt trước thì báo giá thì nó cũng vẫn khá là cao. Nó rơi vào khung tầm độ 185 190 triệu cơ. Nhưng mà đến thời điểm này thì thôi thì cũng tiễn vong em nó đi thôi. Giá rẻ tụt quần luôn. Nó chỉ nhô tầm độ 170 thôi. Nhô 170 thôi là ra rồi. Nhô 170 triệu thôi là ra rồi anh em ạ. Đó, đời 2010 nhá. Máy móc zin. Ba kính còn nguyên, khám mới khám xong. Tí nữa là đánh đi khám mới cho anh em luôn đó. Đấy, khám đến tháng 2 luôn, tháng 2 tháng 3 luôn năm 2024 đó. Đây 98C01072 K2700 đời 2010. 11. Xin lỗi anh em, 2011. Nhiều quá, hơi loạn một tí tẹo thôi. 2011. Đấy, cũng chỉ nhô tí thôi. 178 là có xe rồi. Đúng không ạ? Một em tầm tài chính chỉ loanh quanh nhô 1 lít này, nhô 1 lít một tí tẹo thôi này. K2700 đời 2006, thùng kín, thích hợp anh em nào. Thứ nhất là về làm lốp này hay là chở món gì cũng được, máy quá chất luôn anh em ạ. Máy quá chất luôn em này. Chỉ nhô 100 tí thôi, khám tháng 9 năm 2023. Chạy rất là thoát máy. Đó. 88C21404 này. K2700 đời 2009. Bình thường thì anh em hô 160. Hôm nay Ngọc Hàn sẽ lọc lá luôn 5 triệu cho anh em, 155 triệu. Đó, 155 triệu đồng em này nhá. K190 đời 2017 này. Anh em vẫn báo là 265 đúng không ạ? Ngọc Hàn báo 260 triệu đồng. Đấy, có điều hòa, chưa lót sàn anh em nhá. Đây, một màu xanh xanh. Thường thường bảo chấm thêm vàng vàng nhưng mà đây nó lại một màu xanh mướt luôn. Một màu xanh mướt, kể cả thùng cũng xanh. Hồ sơ cầm tay rồi. Đời 2011 160 triệu đồng. 160 rồi. Quanh quanh tầm đấy thôi. Bán rẻ đi anh em ạ. Thì đôi bên cùng có lợi, hợp tác cùng nhau phát triển kinh tế. Ok không ạ? K2700 này, 10565 đời 2010. 165 triệu. Em này đời 2011 cũng mới về. Quảng Ninh 14C04081 K2700. K2700 đời 2011. Cũng bằng giá nhau hết. Nhà em thì bán một giá thôi. Nó lên lại còn mặc cả còn thương lượng các kiểu con đà điểu nữa. Làm sao để hỗ trợ cho anh em tối đa nhất có thể anh em nhé. Anh em đừng thắc mắc là tại sao mình chỉ quay lướt qua những chiếc xe này thôi. Bình thường ấy thì có tất cả những video chi tiết và ảnh chi tiết mình đăng trên Facebook, trên Zalo, trên YouTube rồi. Anh em cần vấn đề gì nữa hoặc là quay trực tiếp thì mình có thể quay trực tiếp cho anh em nhé. Ok ạ. K2700 đời 2012. 190 này. 190 này. Đó. Bác nào mà chở phong dạp đám cưới thì quá là ok luôn em này, thùng dài 3m85. Đời 2011. Đời 2011 180 triệu. Em này thì giá sẽ cao hơn một chút. Em này giá sẽ cao hơn một chút. Tại vì thùng dài mà, mua giá đã cao hơn rồi. Rất là thích hợp luôn. K190 nữa, đời 2016 này. Hồ sơ cầm tay, khám tháng 10, 23. Ra tên thoải mái luôn, hiện tại hồ sơ đang tên em rồi. Hồ sơ đang tên em rồi. Giá cũng chỉ nhô 200 tí thôi, loanh quanh tầm độ 250 thôi. Đó, vẫn còn thương lượng, vẫn còn mặc cả. Chúng ta cùng lùi lại một chút này. Lại một em K190 nữa này, đời 2016, biển Thái Nguyên, một chủ từ đầu. Một chủ từ đầu. Cũng chỉ nhô loanh quanh tầm độ 250 thôi, còn thương lượng anh em nhá. 29H02621 này, K2700 đời 2011 mới khám xong. Cũng chỉ nhô 100 thôi. Em này K125 đời 2015 cũng chỉ nhô 200 triệu một tí thôi. Đó, hồ sơ cầm tay rồi. Kia K135 đời 2015. Tải trọng là 1 tấn 35 đúng không ạ? Nhưng mà em này đã hạ tải để vào phố thủ đô Hà Nội. Đấy. Giá cũng chỉ nhô 200 một chút thôi. Đây rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu sang những dòng EZ và Olin phần cuối video này anh em nhá. EZ65 đời 2021, hồ sơ cầm tay, khám tháng 12 2023, lốp dép đẹp 95%.
đầy đủ full đồ rồi. Không biết là đã lót sàn hay chưa đâu. Sàn cũng đã được lót sàn tôn rồi. Đã được lót sàn tôn. Đấy. Hồ sơ thì đang hiện tại mang tên em. Công ty cổ phần ô tô Đô Thành. Đấy. Nội thất các thứ thì nó cũng vẫn thế thôi. Nhưng mà được một cái là dòng này điều hòa rất là mát luôn. Điều hòa mát rét luôn anh em ạ. Bật một lúc số 1, số 2 thôi mà đi một tí tẹo thôi mà nó đã lạnh chết rét rồi. Kế bên đây là một em Đô Thành nữa, đời 2018. Đã được hạ tải để vào phố Hà Nội này. Để vào các loại phố, nó cấm 3 tấn rưỡi. Em này chỉ còn 2 tấn 2 thôi. Đấy, chúng ta luồn lách dễ hơn. Thùng dài tất cả những em này đều là 4m35. 4m35. Giá em này thì chỉ dưới 300 thôi. Nhô tầm độ 207. 206, 207 thế này. Là anh em sở hữu được rồi. Đó. Olin 700, đời 2020. Đến vừa vùng đất Lào Cai. Khám đến tháng 3 năm 2024. Câu chuyện của em này nó khá là buồn cười anh em ạ. Cứ nghĩ là phải đi làm lại đăng ký cơ. Nhưng mà rồi sau một tháng trời, thế nào mình tìm giấy tờ để bán một chiếc xe khác mà nó lại ở trong bộ giấy tờ đấy. May quá, thế là đã tìm lại được em nó rồi. Và bây giờ em nó lại lên sóng để mà về phục vụ cày ra thóc, ra lúa, ra gạo cho anh em. Lốp dép thì đẹp 90% rồi, khám thì rất là dài rồi. Đó, đời 2020 mà giá nó chỉ loanh quanh nhô có hơn 3 lít một tí thôi là anh em sở hữu rồi. Đấy. Kế bên đây, Taco Lin 500B đời 2016, gương cao. Đã lên gương cao rồi. Thùng kín anh em nhá. Hồ sơ cầm tay. Hồ sơ cầm tay này. Đó. Tất cả mọi thứ đều khá là ok. Em này chỉ loanh quanh 2 lít thôi. 2 lít. Đó. IZ65 tiếp đời 2018. Khá là đẹp. Sơn zin cả xe. Khám tháng 7 năm 2024 vừa khám xong. Đó, đời 28 anh em ạ, chỉ dưới 300 thôi, loanh quanh tầm độ 28 này. Đó. Kế bên đây là một em Thaco Lin 900B đời 2017. Thùng kín, thùng dài 6m9 anh em ạ. Khám dài luôn đến tháng 6 năm 24 cơ. Tháng 5 năm 24 xin lỗi anh em nhá. Hồ sơ cầm tay rồi. Giá dưới 400. So với năm ngoái thì anh em bán toàn độ 47, 48 nhưng năm nay nó rụng đi 1 lít rồi, bây giờ chỉ còn khung tầm độ 37, 38 thôi anh em ạ. Đời 27, máy móc zin, cabin sơn zin, thùng vẽ đẹp. Olin 350 New đời 2020. Hai em này là đời 2020 anh em nhé. Một em là hồ sơ cầm tay và một em đến từ vùng đất 88 Vĩnh Phúc. Giá thì chỉ nhô 300 một tí tẹo thôi là lên đường rồi. K125 đời 2016. Anh em thường thường vẫn báo là 220. Bây giờ gặp Ngọc Hàn chỉ có 215 triệu thôi. Anh em ạ. Đây vừa về thêm một em nữa này. Người ta thường bảo là đang trần truồng, có nghĩa là em nó chưa có bạt. Đấy, chưa mắc bạt lên. Biển Hà Nội, K3000 đời 2013. Khám đến tháng 1 năm 2024. Vừa về đến bãi luôn. Đấy, quay luôn cho nó nóng. Đã có sơn tỉa lại rồi. Lốp dép thì đẹp cả dàn. Nội thất bên trong thì ghế cũng đã được bọc ra. Đấy, đầy đủ hết rồi. Đó, loanh quanh thì nó cũng chỉ còn bằng đấy xe thôi. Còn đằng sau, đằng bên kia nữa thì em đang hơi lười một chút. Thì cũng chưa sang đấy để quay được. Thì anh em đang cần những mẫu xe nào thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại hiện trên màn hình anh em nhé. À quên, đây nữa một em Suzuki đời 2015 vừa mới về này. Đời 15 nhá, đang bán là 145 triệu, có lộc lá thêm cho anh em. Làm đến tháng 8 2023, cuối tháng 8 này chắc vài hôm nữa là em sẽ đi đăng kiểm cho em nó thôi. Chính chủ một chủ từ đầu, thuốc lào Tuấn Tú êm say ở Tuyên Quang anh em nhá. Đó. Vậy là cũng đã xem rồi thì em cũng xin kết thúc buổi báo giá tại đây. Thì các bác cần những mẫu xe nào có thể liên hệ theo số điện thoại hiện trên màn hình, thì em sẽ tư vấn chi tiết cho hơn và sẽ gửi ảnh chi tiết cho anh em để anh em cùng tham khảo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Ngọc Hàn vào ngày mai.